cho vào phối rồi. Chúng nó em mà kệ nó, kệ nó một lúc nữa anh Dũng. Đây bây giờ vì chúng nó xếp đồ phải lửa tiếng. Về đi xếp đồ về đi. Bắn đi kia đi. Bắn từ đây hay là bắn ở qua bắn ở đây mà xếp được một tiếng. Xếp mục tiêu đây là vấn đề. Rồi ok. Nhưng mà 50 mét là xa được trước đấy. Đây là 70 mét rồi đấy ông ạ. Chúng ta về về đi, về về.